Ở cuối tập 9, sau khi được Nga Vô Hư trợ giúp, Tần Vũ đã đánh cho Tuyết Nhiên Nhai phải chạy mất dép. Bên cạnh đó, Vũ Hoàng cũng bị thương rất nặng. Còn Nga Vô Hư và Tần Vũ, sau khi để đám người kia chạy thoát, rất nhanh hai người đã trở lại trong Khương Lan giới. Với Nga Vô Hư, hắn ta cũng bắt đầu việc tu luyện của mình. Còn Tần Vũ, anh ấy cùng với Dã Cù và Ốc Lam trò chuyện rất vui vẻ. Nhắc đến chuyện của nghịch ương tiên đế, bọn họ cũng có chút buồn cười. Sau đó, ba người lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện với Ốc Lam những việc liên quan tới thần giới. Và sở dĩ, Ốc Lam biết về nơi đó cũng bởi vì ông ấy chính là yêu thú trong thần giới. Lý do mà ông tới được Tiêu Mai yêu giới cũng bởi vì mê thần điện. Tuy nhiên, sau khi Tần Vũ hỏi thêm, Ốc Lam cũng không nói sâu hơn nữa. Ông chỉ nhắc Tần Vũ hãy cố gắng tu luyện mà thôi. Và nghe xong, Tần Vũ cũng liền gật đầu đồng ý. Sau đó, anh ấy cũng liền bắt tay vào việc tu luyện của mình. Còn ở tại Nguyệt Nha Loan, sau khi Hoa Bà và Nghê Hoàng rời đi, chỉ còn lại Long Hoàng cùng với Thanh Đế vẫn đang trò chuyện say sưa. Hai người họ đang nói chuyện liên quan tới Nga Vô Hư. Hiển nhiên, chuyện vừa xảy ra cũng làm cho Long Hoàng có chút đau đầu. Còn Tần Vũ, sau khi ra khỏi Khương Lan giới, anh ấy đã liền đi tới Cự Thụ Tinh. Lúc này, tại một tòa tửu lâu, Tần Vũ đang ngồi uống rượu một mình. Tuy nhiên, trong lúc đó, cái tên phục vụ bàn cũng đã tới và nói chuyện với anh ấy. Sau đó, hắn ta kể cho Tần Vũ một vài bí mật khiến anh ấy cũng phải ngơ ngác. Cuối cùng, uống rượu xong, Tần Vũ cũng liền rời đi tới Hoàng Sơn Tinh. Sau đó, khi tới nơi, anh ấy đã lập tức đi tới Hoàng Thạch Cung, nơi có truyền tấn mật trận để liên hệ với Mông Hành, tìm một vài tin tức của Phí Phí. Và rất nhanh, Tần Vũ cũng đã tới được nơi đó. Sau một hồi, anh ấy cũng truyền tấn tới được nơi của Mông Hành. Sau đó, Tần Vũ cũng nói cho tên kia biết mình đang ở Tổ Thú Tộc, bởi vậy muốn đi tìm Phí Phí. Tuy nhiên, theo như lời Mông Hành, Phí Phí hiện tại đã đi tới một nơi khác. Nếu muốn biết hắn ta đi đâu, chỉ có thể tới hỏi Ngưu Ma Hoàng mà thôi. Nghe thế vậy, Tần Vũ cũng liền cảm ơn Mông Hành và rời đi ra bên ngoài. Thế nhưng, sau khi Tần Vũ trở ra, cảm nhận truyền tấn mật trận này khá hữu ích. Bởi vậy, anh ấy đã liền dùng một kiên thần khí để đổi lấy nó. Và rất nhanh, khi người kia đồng ý, Tần Vũ cũng liền dùng vực của mình tỏa ra bao phủ lấy nơi này, sau đó thu lại vào bên trong Khương Lan giới. Xong việc, anh ấy cũng liền rời đi tới Thúy Vân Tinh để gặp Ngưu Ma Hoàng. Thế nhưng, ngay khi tới nơi, có một người quen cũ đã liền tới chào đón anh ấy. Đó không phải ai khác mà chính là Man Càn. Tuy vậy, màn chào đón này có chút hơi bạo lực. Bởi vậy, một trận chiến giữa hai người đã xảy ra. Chiến đấu giữa hai người là rất ác liệt. Hiển nhiên là Man Càn đã tung ra toàn bộ thực lực của mình để xem thử lời đồn về Tần Vũ có thật không. Còn Tần Vũ, anh ấy lúc này vẫn ngơ ngác, chỉ biết đánh một trận thật thống khoái mà thôi. Trong không trung, từng luồng công kích giữa hai người cứ thế va chạm. Hiển nhiên, trận chiến là vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, khi Tần Vũ đấm bay Man Càn về phía sau, tên kia mới dừng lại. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Không chỉ vậy, trong lúc đó, Tần Vũ còn gặp được ba huynh đệ Sử Tín nữa. Tuy nhiên, khi Tần Vũ hỏi ba người họ về tin tức của Phí Phí, bọn họ cũng không biết. Tuy nhiên, về tin tức của Tiểu Hắc, theo như suy đoán của Tần Vũ, huynh đệ của mình rất có khả năng đang bị truy sát. Và cũng trong lúc mọi người nói chuyện, Man Càn đi truyền tấn cho Ngưu Ma Hoàng cũng trở về. Theo lời của vị kia, ông ấy nhắn nhủ Tần Vũ chờ mình một đoạn thời gian. Ông ấy đang trên đường quay trở về. Cũng bởi chuyện này, Tần Vũ đã liền cáo biệt mọi người và trở lại bên trong Khương Lan giới. Sau đó, ở bên trong đó, Tần Vũ đột nhiên nhớ tới mê thần đồ quyển. Bởi vậy, anh ấy cũng liền mở nó ra. Tuy nhiên, sau khi mở ra, Tần Vũ lại chẳng cảm ứng được gì. Tuy vậy, phải nhớ Ốc Lam giải thích, Tần Vũ mới hiểu. Mê thần đồ quyển giống như một tấm bản đồ, có nó thì anh ấy mới có thể biết được lộ trình bên trong mê thần điện. Cuối cùng, sau khi biết những chuyện liên quan tới kiện bảo vật kia, Tần Vũ đã quyết định trong lúc chờ đợi Ngưu Ma Hoàng sẽ tiếp tục bế quan tu luyện. Và cũng trong lúc đó, ở tại phủ đệ của Vô Danh, trong lúc anh ta đang luyện thương thì Long Hoàng đã tới thăm anh ấy. Ông cũng nói với con trai mình việc kế thừa Long tộc, bởi vì ông đã cảm nhận được ngày mà mình sắp phi thăng thần giới. Trở lại với Tần Vũ, theo thời gian trôi qua, ngày hẹn cũng tới. Thế nhưng, trước khi hai người đi tới gặp Ngưu Ma Hoàng, Tần Vũ đã nhờ Man Càn một việc, đó chính là để cậu bé Ngưu Oa khi trước mình cứu ở đây. Bên cạnh đó, còn giải trừ cấm chế cho những linh thú trong vạn thú phổ và trả lại tự do cho họ. Sau đó, khi sắc trời tối dần, Man Càn cũng liền dẫn Tần Vũ tới yến tiệc gặp Ngưu Ma Hoàng. Và sau một hồi hỏi chuyện, Tần Vũ mới biết, hiện tại Hầu Phí đang ở truyền thừa cấm địa của viên hầu tộc. Đến đây thì hết tập 10/5 Tinh Thần Biến.